Theo Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, năm nay nguy cơ dịch tay chân miệng sẽ rất đáng lo ngại hơn so với các năm trước, nhất là những biến đổi của chủng gây bệnh. Từ năm 2005, chủng gây bệnh tay chân miệng Enterovirus 71 tăng dần từ 42% lên 72% như hiện nay. Đây là chủng gây biến chứng về não, tim mạch ở bệnh tay chân miệng. Ngoài ra, các phân nhóm của chủng Enterovirus 71 cũng có sự thay đổi. Cụ thể, từ năm 2005 đến 2010, phân nhóm C5 chiếm ưu thế, sau đó đến 2011-2012, phân nhóm C4 chiếm ưu thế. Thời điểm đó đã có sự bùng phát về dịch bệnh này khi có sự chuyển đổi phân nhóm. Năm 2013, phân nhóm B5 bắt đầu chiếm ưu thế. 4 tháng đầu năm 2014, Viện Pasteur TP.HCM giám sát liên tục tại các tỉnh phía Nam thì thấy 100% Enterovirus 71 là phân nhóm B5, có sự chuyển dịch phân nhóm ở chủng Enterovirus 71. Như vậy, trong năm nay, vừa theo chu kỳ, vừa có sự biến đổi phân nhóm trong chủng Enterovirus 71, nên bệnh tay chân miệng có khả năng bùng phát dịch trên diện rộng và nguy cơ bùng phát dịch tay chân miệng hiện nay không còn phụ thuộc nhiều vào các biện pháp phòng chống dịch.